Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2024 và mừng xuân Giáp Thìn 2024, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức họp mặt mừng Đảng mừng xuân 2024. Đến dự buổi họp mặt tại huyện Bến Lức có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh huyện qua các thời kỳ. Trải qua các thời kỳ, cán bộ và nhân dân huyện Bến Lức đã được Chủ tịch nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm Huân chương Lao động hạng nhất năm 2004. Là địa phương liên tục 18 năm 2004-2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với thành tích 10 năm được tặng thưởng cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó năm 2010, Bến Lức vinh dự là huyện đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long được Chủ tịch nước tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, có 5 năm được tặng thưởng cờ thi đua của chính phủ. Vào tháng 10 năm 2022, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Bến Lức được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3. Đây là động lực to lớn để huyện tiếp tục vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đăng Minh Xuân gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ chủ chốt, nguyên chức và đương chức cấp tỉnh, cấp huyện, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo đơn vị các đại biểu và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 4 cán bộ chủ chốt cấp xã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua tại địa phương năm 2023.